À, vậy thì bạn trai của em thì có thể lây nhiễm cái bệnh lý sùi màu gà này qua các cái đường tiếp xúc. Bác sĩ ơi, gần đây em được biết người yêu em bị bệnh sùi màu gà. Em hỏi thì anh ấy bảo chỉ quan hệ một một trong thời gian quen em. Trước đó em đã tiêm phòng HPV rồi. Vậy em có khả năng lây bệnh từ bạn trai không ạ? Em chưa đi khám vì xấu hổ. Có cách nào điều trị dứt điểm sùi màu gà không ạ? Đầu tiên là xin giải thích sơ qua với cả bạn về HPV. HPV là gì? Human Papilloma Virus. Đây là một cái con virus mà gây ra cái u nhú ở loài người. Nó cũng gây ra một cái bệnh lý mà rất hay gặp, đó là sùi màu gà. Bên cạnh đó, một cái bệnh lý vô cùng nguy hiểm, đó là nó gây ra những cái ung thư ở cổ tử cung, ung thư ở hậu môn, ở trực tràng, là cũng có nguyên nhân từ nhiễm con HPV này. Các cái đường lây nhiễm của các cái cách lây nhiễm của HPV, đầu tiên là phải nói là HPV chủ yếu là lây qua đường tình dục. Nó bị lây rất là nhiều, mức đến mức độ là 80% phụ nữ trên thế giới từng nhiễm con HPV này một lần trong đời. Và cứ khi nhiễm xong rồi sẽ được đào thải, nhiễm xong sẽ được đào thải. Và bao cao su không có giá trị phòng bệnh tuyệt đối đối với con HPV này. Lý do tại sao? Lý do là tại vì bao cao su không che hết toàn bộ được cái diện tích chiều dài của bộ phận sinh dục của nam giới, thành ra là vẫn có thể lây nhiễm các bệnh lý sùi màu gà, các bệnh lý về ung thư cổ tử cung qua cái gốc của bộ phận sinh dục của nam giới. Sùi màu gà bên cạnh đó thì có thể là lây qua cái con đường tiếp xúc, ví dụ như mặc chung quần lót này, mặc chung dùng chung khăn tắm ở khách sạn thì cũng có thể lây nhiễm cái sùi màu gà. Vậy thì bạn trai của em thì có thể lây nhiễm cái bệnh lý sùi màu gà này qua các cái đường tiếp xúc, và tất nhiên không loại trừ được bạn ấy cũng có một cái bạn gái khác trong thời gian quen với cả em, hoặc là trước khi quen em mà có bệnh lý sùi màu gà và bạn ấy nhiễm bệnh trong thời gian đó. Trước đây thì em đã tiêm phòng HPV rồi. Vậy thì khi mà tiêm phòng HPV, em cũng không nói rõ rằng là em là tiêm loại HPV vaccine nào. Có loại vaccine chỉ chống được virus type 16, 18, và có những cái loại vaccine chống được 4 type 6, 11, 16, 18. Thì trong đó type 6, 11 là type gây ra sùi màu gà. Thì nếu như mà em đã được tiêm phòng cái HPV mà có cả type 6 và 11 thì em sẽ không có nguy cơ bị mắc cái bệnh lý sùi màu gà, thành ra em cũng có thể yên tâm. Tuy nhiên bên cạnh đó em vẫn nên đi khám, em nên đi khám, bởi vì làm sao là chúng ta cũng sẽ kiểm tra rằng là em có thể, nếu như người bạn trai đó không những là mắc cái type mà gây ra sùi màu gà mà còn mắc cái những cái type HPV khác và gây ra ung thư cổ tử cung và có thể lây truyền sang cho em. Vì vậy em cũng cần thiết phải đi khám và đi kiểm tra cũng như đi xét nghiệm. Bệnh lý sùi màu gà là do con virus HPV type 6 và 11 gây ra. Bệnh sẽ được biểu hiện bằng các cái nốt màu hồng nhỏ ở bộ phận sinh dục là chủ yếu. Nó trông trông nó rất giống cái màu của con gà trống. Đấy là lý do tại sao mà nó được gọi là bệnh lý sùi màu gà. Tuy nhiên bệnh lý sùi màu gà này không chỉ gặp ở những bộ phận sinh dục mà có thể gặp ở hậu môn, có thể gặp ở đường miệng. Nếu như mà có những cái thói quen quan hệ qua đường hậu môn, qua đường miệng, và nó có thể bám ở tất cả mọi nơi mà có niêm mạc. Ví dụ như là trong ngành sản của chúng tôi, những cái bệnh lý sùi màu gà sẽ khuyên là không cho đẻ đường âm đạo, tại vì khi đó thì có em bé có thể nuốt phải cái miếng sùi màu gà này, nó có thể gây ra những cái nốt sùi ở trong những cái đường thở của em bé.